Ba Lan có thể cắt viện trợ cho Ukraine trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước ngày càng gia tăng về vấn đề ngũ cốc. Ông Zinowski Verschak, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề Liên minh Châu Âu của Ba Lan vừa cho biết điều này. Ông Zinowski Verschak, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề Liên minh Châu Âu của Ba Lan cho biết, Warsaw có thể cắt viện trợ cho Ukraine trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước ngày càng gia tăng về vấn đề ngũ cốc. Bộ trưởng Zinowski Verschak cũng nhấn mạnh những tuyên bố gần đây của Ukraine liên quan đến vấn đề ngũ cốc ảnh hưởng đến mức độ hỗ trợ cả về kinh tế và quân sự mà Warsaw dành cho Kiev. Mặc dù Ba Lan muốn tiếp tục ủng hộ Ukraine nhưng cần có sự ủng hộ của công chúng. Nếu không có sự ủng hộ cho những hành động như vậy từ người dân Ba Lan, chúng tôi sẽ khó tiếp tục hỗ trợ Ukraine theo cách mà chúng tôi đã làm từ trước đến nay. Tổng thống Andrzej Duda cũng ngầm cảnh báo Ukraine khi nhắc Kiev về vai trò viện trợ của Ba Lan. Tốt hơn hết Ukraine nên nhớ rằng họ nhận được sự giúp đỡ từ chúng tôi và chúng tôi cũng là một quốc gia quá cảnh để đến Ukraine. Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda nói với các phóng viên bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York ngày 19 tháng 9. Ông Duda cho biết, động thái này của Ba Lan là cần thiết nhằm bảo vệ thị trường nội địa khỏi làn sóng ngũ cốc từ Ukraine tràn vào. Cảnh báo của Ba Lan được đưa ra sau khi Ukraine đệ đơn kiện Ba Lan Hungary và Slovakia lên Tổ chức Thương mại Thế giới WTO với lý do ba quốc gia thành viên EU đơn phương gia hạn lệnh cấm nhằm vào ngũ cốc của Kiev. Ba Lan, Hungary, Romania, Hungary và Slovakia đã ban hành lệnh cấm nhập khẩu lúa mì, ngô, hạt cải dầu và hướng dương của Ukraine từ tháng 5. Sau khi lệnh cấm hết hạn vào ngày 15 tháng 9, Ba Lan, Hungary và Slovakia vẫn tiếp tục gia hạn bất chấp eu đã công bố kế hoạch đình chỉ lệnh cấm tạm thời đối với việc xuất khẩu ngũ cốc của ukraina